Thưa anh chị em, có ba người bạn đi du lịch với nhau rồi bị tai nạn qua đời. Thế rồi cả ba được lên thiên đàng, đến trước cửa Thánh Phêrô. Thánh Phêrô bước ra đón ba người. Thánh Phêrô mới nói: bây giờ từ cửa thiên đàng mà bước vô trong tới thiên đàng thật sự đó là còn phải 10 cây số nữa. Nhưng bây giờ tôi coi các anh sống như thế nào để tôi cho anh cái phương tiện đi vào cửa vào thiên đàng. Nếu mà các anh chung thủy với vợ, một lòng sắt son với vợ, thì anh sẽ được một chiếc xe đặc biệt để đi cho nhanh. Nếu mà không có chung thủy thì chiếc xe khác. Vậy thì anh đầu tiên, trong suốt cuộc đời của anh có chung thủy với vợ không? Có bao giờ phản bội vợ không? Thế anh này anh ngồi anh suy nghĩ, ngồi nói: thưa Thánh Phêrô, con thú thiệt là con có phản bội vợ 2 lần. Nhưng mà sau 2 lần con chừa, con ăn năn dốc lòng chừa, con không bao giờ dám làm gì nữa hết. Con chung thủy một phần, con hối lỗi nên con đã chừa rồi, con không. Cái Thánh Phêrô nói: thôi được rồi, anh vì anh chừa nên thôi cho anh đi chiếc xe đạp điện đi vô thiên đàng. Đi xe đạp điện, leo lên xe đi đó. Anh leo lên xe đạp điện anh vô thiên đàng. Anh thứ hai, anh có phản bội vợ không? Anh này anh nói: thưa Thánh Phêrô, con không có phản bội vợ, nhưng mà con có giận vợ trong tư tưởng. Giận vợ trong tư tưởng, có lúc con cũng suy nghĩ thôi bỏ vợ cho rồi, nhưng mà chưa bao giờ con thực hiện hành vi đó. Anh Phêrô nói: thôi vậy anh khá hơn anh kia, tôi cho anh chiếc xe cúp 50 vô thiên đàng đi, chiếc cúp 50 vô thiên đàng 10 cây số. Anh cuối cùng, anh có phản bội vợ bao giờ không? Anh cuối cùng nói: dạ thưa Thánh Phêrô, con chưa bao giờ phản bội vợ, con một lòng yêu thương vợ con, con chung thủy với vợ, vợ con là trên hết. Tốt, cho một chiếc xe phân khối lớn 500 phân khối chạy ao vô thiên đàng. Anh này anh chạy mà anh đi ngang hai cái anh kia đó, anh còn vẫy tay anh cười kha kha kha: đi trước nha. Đi vô tới thiên đàng trước thì hai anh này đi sau, đi thì cỡ chậm tại xe yếu, 10 cây số đi chậm. Đi vô tới nơi, vô tới bàn tiệc dành cho những người vô tới thiên đàng đó. Vô tới bàn tiệc, vô tới mời, thấy anh này tới trước rồi, mà thấy anh này tới trước mà anh ngồi đó anh không ăn, anh ngồi đó khóc nức nở. Cái hai anh này vô: trời ơi, anh được chiếc xe phân khối lớn hả, anh đi vô tới thiên đàng trước, sao ngồi khóc vậy, không ăn đi. Nói: trời, tôi đau khổ quá. Sao đau khổ? Trên đường đi tôi thấy vợ tôi đang đạp xích lô vô thiên đàng. Vợ đang đạp xích lô vô thiên đàng nghĩa là gì? Cái đó chị anh chị em tự trả lời hả? Thưa anh chị em, lên trời có phải là vậy không? Thưa không. Mình hay nghĩ, suy diễn về lên trời là gì? Mình hay suy nghĩ thiên đàng là một cái gì đó trên cao, rồi mình được bay rớt vào trong đó, hay là một cái nơi nào đó, nơi chốn nào đó để mình được bước vào. Thưa không hẳn là vậy. Và nhiều khi mình hay nói tếu với nhau đó, mình thấy ai mà đi lễ siêng năng đó, nói mai mốt lên thiên đàng cho mình níu áo vậy, đúng không ạ? Mình thấy người ta thánh thiện quá, mình muốn ké với người ta để được lôi lên thiên đàng chung. Thưa không phải vậy. Thiên đàng là gì? Là cuộc sống trọn vẹn trong Thiên Chúa, được sống trong cuộc đời và trong chính Thiên Chúa bạn ngồi. Mà tại sao mình mất cơ hội đó? Thưa, đức tin của chúng ta từ Kinh Thánh dạy chúng ta rằng là gì? Vì con người phạm tội nên con người tự tách mình ra, bị tách ra khỏi cuộc đời của Thiên Chúa. Và vì mình đã phạm tội, mình không thể tự chữa cho mình được, nên Chúa đã làm người, đã mang lấy thân phận con người của mình, nhưng không phạm tội, chịu chết vì yêu thương chúng ta. Và khi Chúa mang thân phận con người đó, Chúa lên trời, nghĩa là Chúa lên thiên đàng, là Chúa quay về trong cuộc đời của Thiên Chúa Cha, của Chúa bạn ngồi. Mà Chúa quay về với cái gì ạ? Với thân phận, với thân xác con người. Trước kia Chúa là thần khí, không ai nhìn thấy Chúa. Và nay Chúa được nhập thể trong chính Chúa Giêsu, chọn lấy thân phận con người, xác phàm. Và vì nhờ cái xác phàm đó
là thân xác như chúng ta nè được quay về với Thiên Chúa, nên Chúa mở đường cho chúng ta là những người phạm cũng có thể quay về với Chúa, vì người anh đi trước đã mở đường cho mình, đã quay về với Chúa. Đó, đó là cái đức tin của chúng ta dạy chúng ta như thế. Vậy thì được lên trời không có nghĩa là chỉ bay 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 như bóng bóng bay, không phải. Được lên trời nghĩa là gì? Là bước vào trong cuộc đời của Chúa vĩnh hằng. Và mình có cơ hội đó nhờ Chúa Giêsu bước vào với thân phận con người, chịu chết trên thập giá và sống lại. Vì thế chúng ta tin chúng ta sẽ được sống lại với người. Điểm thứ hai tôi xin chia sẻ với anh chị em, ngoài cái chiều kích đức tin, còn một chiều kích nữa là chiều kích thiêng liêng, anh chị em, là bài học thiêng liêng cho chúng ta, bài tập thiêng liêng. Làm sao mình hiểu được đây là bài tập thiêng liêng cho mình? Khi Chúa lên trời thì các môn đệ làm sao ạ? Đứng nhìn, và họ biết rằng từ giờ trở đi họ phải đi mà không có Chúa. Một cách thể lý đứng bên cạnh họ, họ phải đi bằng con đường của họ. Tôi lấy một cái ví dụ cho anh chị em dễ hiểu. Khi anh chị em còn nhỏ, khi chúng ta còn nhỏ đó, bố mẹ dạy mình đi đúng không? Mình mới lớn chừng 8-9 tháng tuổi mình bắt đầu đứng. Và để đi được đó là mình phải, bố mẹ phải dắt tay mình, tập cho mình bước những bước đầu đời, đúng không ạ? Đến một lúc nào đó mà chân mình nó cứng cỏi rồi đó thì bố mẹ làm gì ạ? Buông tay ra để cho mình đi. Nhưng một lúc nào đó nữa mình phát hiện ra rằng mình cũng muốn bước ra khỏi cuộc đời của bố mẹ, đúng không? Mình tự mình đi học, mình đi xa, mình đi làm, mình không có ở hoài với bố mẹ, mình bước ra khỏi cuộc đời của bố mẹ, hay bố mẹ bước ra khỏi cuộc đời của mình, một cách này hay cách khác. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà bố mẹ cứ ở mãi với mình và mình ở mãi với bố mẹ thì sao ạ? Mình đi không được, mình không tự đi được. Và ngày hôm nay là có một số nhỏ, mà cũng không nhỏ lắm, những người trẻ chúng ta đó không tự bước đi được, không tự quyết định được. Có người thức dậy còn không biết là mình nên ăn cái gì nữa, đợi mẹ quyết định cho mình phải ăn cái gì. Đi học, vô đại học, và bố mẹ phải quyết định cho mình phải học ngành gì, mình không quyết định được. Tại sao ạ? Tại vì đây xuất phát từ cái hội chứng phụ thuộc. Mà phụ thuộc này là vì bố mẹ kiểm soát mình quá. Đến một lúc nào đó cái tâm thức của mình nó không có, cuối cùng mình phụ thuộc vào những người khác quyết định thay cho mình. Mà khi người khác quyết định thay cho mình, mình cũng không có khả năng nhận trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Về cuộc sống là như thế, và đức tin cũng vậy anh chị em. Đến một lúc nào đó Chúa sẽ rút lui, Chúa lên thiên đàng, Chúa về trời, Chúa không đi cùng mình, Chúa để cho mình đi con đường mình phải đi về đức tin. Chúa phải rút lui. Mà cái việc rút lui đó là để làm gì? Để cho mình lớn lên trong đức tin, mình không cậy dựa nữa, mình phải đi bằng đức tin của mình. Và thậm chí có khi mình đi trong đêm tối của đức tin, là mình mò mẫm đó anh chị em. Và nhiều khi cái đó là tốt đó anh chị em, để cho mình vững lên. Và anh chị em thấy đó, ví dụ như là mình, tôi thấy có một cái nghề mà không ai muốn, có một điều, có những thứ mà mình muốn cái đó luôn luôn mới và lần đầu, đúng không ạ? Ví dụ như mình mua cái điện thoại, mình muốn mình là người đầu tiên mở cái điện thoại đó ra. Mình lập gia đình, đúng không? Mình lấy vợ lấy chồng, mình muốn người đó là người đầu tiên yêu mình, mình yêu người đó đầu tiên. Nhưng mà có một người mà mình không muốn người đó lần đầu tiên làm phi công, mình leo lên máy bay mà cái người tiếp viên trưởng mà nói với mình là: xin chúc mừng anh chị em, hôm nay vị phi công này lần đầu tiên lái máy bay, và anh chị em là người đầu tiên đi với vị phi công này. Anh chị em sẽ thấy sao? Nhảy xuống máy bay ngay tức thì thôi, đúng không ạ? Nghĩa là sao? Cái người mà lái cuộc đời của mình á, mình phải
cái người đó phải là người có hàng ngàn giờ đi qua nhiều cái giông tố trên trời, thì ít ra mình mới can đảm đặt niềm tin trong, đặt phó thác tính mạng mình trong cuộc đời người đó, đúng không ạ? Do đó khi mình chỉ có thể truyền đạt về đức tin, chia sẻ về đức tin, về kinh nghiệm gặp Chúa và đi với Chúa như thế nào, khi mình cũng tự đi được và mình đi qua những cái gập ghềnh, cái bóng tối của cuộc đời mình, khi mình phải đối diện với đau khổ, cám dỗ, thất bại. Vì thế mình đừng sợ anh chị em. Nhiều người mẹ, cha mẹ nó đau khổ vì thấy con mình lạc Chúa, con mình giận Chúa, con mình bỏ Chúa. Mà tôi khuyên những bậc cha mẹ nó bình tĩnh, cầu nguyện cho các bạn đó. Vì nhiều khi Chúa buông tay ra để cho các bạn đó phải tự đi. Một lúc nào đó Chúa sẽ dồn mình về với Chúa bằng cách của Chúa. Nhưng mà quan trọng là mình phải đi và mình để cho người đó tự đi. Thậm chí có khi người đó tới pháp ngã, để cho họ ngã, họ sẽ đứng lên, họ sẽ đi tiếp, nếu mà mình tín thác và mình cầu nguyện thường xuyên. Điểm cuối cùng thưa anh chị em, để cho mình đứng vững về đức tin thì mình cần một cái điều mình phải làm là tập biết vắng mặt và biết hiện diện đúng lúc. Vắng mặt và hiện diện, đúng không ạ? Nếu mình vắng mặt hoài, người đó ở đâu mình không biết, không thấy, không nhận ra hả? Thì mình hay nói giỡn với nhau đó, anh có nhiều bạn không? Tôi có 500 anh em. Ủa, bạn ở đâu vậy? Facebook. Có gặp bao giờ chưa? Chưa bao giờ gặp hết, nhắn tin thôi. Xong bởi vậy mấy em trong máy ấm của tôi nói, con quen thằng đó ở đâu vậy? Nói con quen trên mạng. Cái là mình thấy gãi đầu rồi. Sao quen trên mạng? Nói con nhắn tin thôi là con biết rồi. Trời ơi, rồi người đó là gì của con rồi? Bạn trai. Bạn trai rồi. Gặp nhau lần nào chưa? Chưa. Làm gì rồi? Nhắn tin thôi. Trời ơi, tim mình nó đập thình thịch rồi. Thấy nguy hiểm quá. Nghĩa là gì? Nếu mình không bao giờ tiếp xúc và không hiện diện với nhau mà mình nói mình có tình cảm với nhau, vô lý. Vô lý. Và vì thế ngày hôm nay đó, chúng ta thường tạo ra những cái mối tương quan ảo. Chúng ta lầm tưởng là mình có tình cảm với nhau mà nhiều khi mình chưa bao giờ tiếp xúc nhau, chưa có cái va chạm về ngôn ngữ, về tương quan. Với Chúa cũng vậy anh chị em, mình phải có va chạm với Chúa. Mình đặt câu hỏi, mình hiện diện với Chúa thế nào? Nhiều khi nhiều bạn nói với tôi, chứ con tin Chúa là đủ, con không cần tới nhà thờ. Đâu có. Mình tới nhà thờ đâu phải là ai ép buộc mình đâu. Mình để mình gặp Chúa, để mình lắng nghe, để mình va chạm với Chúa, để mình được thách đố. Nhưng mà đến với nhà thờ đâu phải mình bắt Chúa bắt mình ở nhà thờ mãi đâu. Chúa đuổi mình ra khỏi nhà thờ, đi ra, về đi, lễ xong rồi về đi, về bình an. Đến chi vậy? Để mình vắng Chúa khi bước ra khỏi nhà thờ, để mình đi bước đi của mình. Lúc vắng mặt và lúc có mặt là cần thiết. Nếu mà có mặt hoài, mình không có tự chủ. Nếu vắng mặt, mình không có tương quan. Vậy mình với Chúa thế nào? Vắng mặt hay có mặt? Tất cả chúng ta đều có mặt đúng không ạ? Hy vọng là chúng ta biết cách Chúa vắng mặt với mình lúc nào. Và vì thế tôi cũng kết thúc với anh chị em. Đôi lúc tình yêu là phải có sự can đảm của vắng mặt. Để giữ được tình yêu là bạn phải biết cách vắng mặt khi không có người đó, và biết cách hiện diện khi cần thiết. Nếu bạn có mặt hoài, anh chị em biết đó, mùa Covid vừa rồi người ta nghiên cứu đó, 40% người ta ly dị, tỷ lệ ly dị tăng 40% vì ở với nhau 24/24. Chịu nổi, ở với nhau hoài chịu không nổi nên thôi bỏ luôn đó. Chứ không phải 24/24 là ngon đâu. Nên mình phải biết vắng mặt khi cần thiết và có mặt khi cần thiết. Nhưng mà có lúc nào và vắng lúc nào mới là quan trọng, đúng không ạ?
Nếu mình bố mẹ lúc nào cũng đi theo mình kè kè, lúc mình hẹn hò với bạn, mình chịu nổi không? Đâu có được, đúng không? Vắng mặt giùm con nhé, để con đi con đường tình yêu của con. Mình chịu đâu có được đó. Nhưng mà đến lúc mà mình kết hôn mà bố mẹ không có mặt, mình chịu nói không? Không được. Lúc đó con đặt ngày đặc biệt quan trọng của con mà bố mẹ không muốn hiện diện, chịu sao được đó. Chúng ta thấy cuộc đời chúng ta phải đi qua những cái thực tế đó, và Chúa sống điều đó với mình, để cho mình trưởng thành. Và lên trời đồng nghĩa với việc Chúa trở về với Thiên Chúa Cha, nhưng lên trời đồng nghĩa với việc Chúa tập cho mình đi bước đi của đức tin của người trưởng thành, và dạy cho mình biết cách hiện diện và vắng mặt với Chúa trong cuộc đời của mình.